Mỹ An Liên Collagen hân hạnh đồng hành cùng chương trình Thanh Âm Quyền Năng. Trên thế giới có 7 tỷ người. Liệu bạn có nghĩ chính mình đang sở hữu một sức mạnh vô giá? Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Quậy từ làng Chiêu Chiêu phẩm đối đầu. Bạn nghĩ đúng rồi đấy. Món quà vô giá đó chính là giọng nói. Cùng đến với Thanh Âm Quyền Năng, nơi hội tụ những giọng nói hay, giàu cảm xúc, đặc biệt tôn vinh nghề lồng tiếng. Một công việc thầm lặng nhưng góp phần thổi hồn vào sự thành công của các bộ phim. Ngay bây giờ, hãy cùng MC Sam đến với những cảm xúc tuyệt vời từ giọng nói tại Thanh Âm Quyền Năng. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Thanh Âm Quyền Năng. Thưa quý vị, chương trình Thanh Âm Quyền Năng là một chương trình truyền hình vô cùng đặc biệt, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Không biết là các bạn khán giả ở đây có bạn nào đã trải nghiệm qua cảm giác là đi qua từng cung bậc cảm xúc, từ vui đến buồn, hoặc là từ giận dữ cho đến tan chảy, chỉ bằng cách là chúng ta lắng nghe thanh âm của giọng nói chưa? Và ngày hôm nay thì Thanh Âm Quyền Năng sẽ mang điều đó đến cho quý vị khán giả. Thưa quý vị, chương trình Thanh Âm Quyền Năng sẽ được phát sóng vào lúc 20:25 tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Mỗi một tập sẽ có 2 đội cùng tham gia thi đấu với nhau. Mỗi đội sẽ gồm 1 đội trưởng và 2 người chơi. Và đầu tiên thì chúng ta hãy cùng chào đón sự xuất hiện của giám khảo xuyên suốt chương trình, đó chính là giám khảo Đại Nghĩa. Đại Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Thanh Âm Quyền Năng. Em chào anh Nghĩa. Ngày hôm nay thì cảm xúc của anh Đại Nghĩa đang như thế nào ạ? Anh hy vọng mình sẽ được xem những cái phần thi của các bạn đến đây với những cái chất giọng đẹp, những cái chất giọng mà các bạn có thể thể hiện được nhiều cái cảm xúc khác nhau, cũng như là nhiều những cái tâm lý tính cách khác nhau, để cho chương trình của chúng ta thêm phần sôi động, hấp dẫn. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh Nghĩa và xin mời anh về vị trí giám khảo của mình. Cảm ơn em. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta hãy cùng chào đón vị giám khảo chuyên môn của chương trình, đó chính là đạo diễn, diễn viên lồng tiếng Đạt Phi. Em chào anh Phi. Chào em. Các bạn đến với chương trình đó là cũng sẽ có những bạn là không phải là theo công việc lồng tiếng chuyên nghiệp, mà cũng là những bạn mà chúng ta mới vừa bước đầu tập làm quen cũng như là tìm hiểu với bộ môn này thôi. Do đó thì em muốn biết là anh Đạt Phi sẽ sử dụng cái yếu tố nào để có thể lựa chọn các phần thi của các bạn? Tại vì chương trình của chúng ta nó chủ yếu là tất cả mọi người, dù cho chuyên nghiệp hay là không chuyên nghiệp, chúng ta đến đây là chỉ là một cuộc chơi. Quan trọng là làm cho tất cả chúng ta đều cảm thấy thoải mái, cảm thấy vui. Thông qua cái chương trình này thì anh cũng có cái tham vọng là anh cũng nghi nghĩa mấy cái giọng mà mình thấy có tương lai để mà mình kéo về đội của mình. Dạ. Em hy vọng là anh cũng sẽ để ý đến một cái chất giọng rất là đáng yêu, rất là dễ thương và cũng khá là truyền cảm, như giống là một như cô là... gái đứng bên cạnh anh đây. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh Đạt Phi. Rồi, cảm ơn anh về vị trí giám khảo của mình ạ. Và vẫn còn một vị trí giám khảo nữa, đó chính là giám khảo khách mời. Hãy dành một tràng pháo tay để chào đón giám khảo Ốc Thanh Vân. Em chào chị Ốc. Chào Sam, chào các bạn. Và đặc biệt là xin chào anh Đại Nghĩa và anh Đạt Phi ạ. Chào em. Chào em. Cảm giác của Ốc ngày hôm nay cũng khá là thú vị. Thật sự là trước mặt chị là hai con người rất là quyền năng. Họ đã biết cách sử dụng giọng nói một cách thông minh. Và với Ốc thì việc mà mình thông minh trong việc điều khiển giọng nói sẽ thực sự là một kỹ năng quan trọng, giúp cho bạn chinh phục được dạ nhiều vậy. Thứ Còn với anh Đạt Phi, trời ơi, đây là một người mà thật sự là em không có là học trò của anh ngày nào, nhưng mà một sự nể phục em luôn dành cho anh Đạt Phi. Nếu mà nói về lồng tiếng phim hoạt hình, anh Đạt Phi là trùm. Dạ vâng, những chia sẻ của chị Ốc ở đây thì có lẽ là các bạn thí sinh đang ở trong cũng sẽ lắng nghe và dựa vào những tiêu chí đó để cố gắng giành lấy điểm của chị Ốc. Nhưng mà Ốc sẽ không khó lắm đâu, nên các bạn yên tâm nhé. Dạ, em xin mời chị Ốc về vị trí giám khảo của mình. Cảm ơn em.
Thưa quý vị và ban giám khảo của chúng ta đã có. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai đội trưởng của chương trình. Đầu tiên chúng ta hãy cùng chào đón sự xuất hiện của đội trưởng Xuân Nghị. Dạ. Dạ, lời đầu tiên thì con xin phép chào chú Đạt Phi, chào anh Đại Nghĩa và chào chị Úc Thanh Vân. Hôm nay con và em tới đây. Hả? Con và em tới đây. Con và em tới đây. Con và em là ai? Tưởng hai người không đó. Tại vì thực ra tại vì phải em gọi là chú Đạt Phi, bởi vì em cũng đã được chú Đạt Phi chỉ dẫn trong phòng studio để mà lồng tiếng phim hoạt hình. Chú phải gọi là một người đàn ông quyền năng về âm thanh. Quyền năng về âm thanh. Và hai người bên cạnh đây là những diễn viên mà rất là tuyệt vời. Em rất là hâm mộ về cả cách diễn xuất và về cả voice của anh chị nữa. Và cảm ơn anh. Nhưng mà bây giờ là anh hãy chọn đội màu xanh nè hoặc là đội màu hồng nè để về nè. Anh là đàn ông thì chắc là anh chọn màu hồng đi. Màu hồng đi. Hả? What? Màu hồng nam tính gì à? Nam sao đâu em? Màu hồng nam tính. Đi với đàn ông rất là đẹp mà, em thấy rất là dễ thương mà. Xin mời anh về với đội màu hồng. Ngay bây giờ sẽ cùng gặp gỡ vị đội trưởng thứ hai qua giọng nói của bạn ấy trước nhé. Ta là thám tử Edogawa Conan. Dù cơ thể bị teo nhỏ nhưng trí tuệ vẫn siêu phàm. Thủ phạm chính là ngươi. Đội trưởng Hoàng Sơn. Chào Sơn. Lời đầu tiên thì cho Sơn xin được chào anh Đạt Phi, anh Đại Nghĩa, chị Ốc Thanh Vân và quý vị khán giả. Và chào cả Sơn. Cái giọng này nó khác cái giọng hồi nãy quá. Tôi không tin, tôi không tin bây giờ em phải chào lại. Mà với cái giọng hồi nãy em làm Conan cho anh. Dạ. Conan xin kính chào anh Đại Nghĩa. Conan xin kính chào anh Đại Nghĩa. Dạ. Dạ. Mỗi giọng rất là đáng yêu và dễ thương mình, luôn. Mình nếu mà không biết á, mình sẽ rất là khó hình dung với một cái chàng trai như thế này, gương mặt này đúng không? Và ra một cái giọng nói trầm ấm đẹp mà tự nhiên khi mà hóa thân thành nhân vật Conan, cái giọng lên ốc móc o luôn, phải ốc thường nữa. Sơn, lúc mà chị lồng tiếng với em á, dạ. Tại vì hai chị em cũng có đi kiếm cơm á anh, lồng tiếng quảng cáo đó. Dạ. Thì lúc đó chị đâu có biết là em toàn năng dữ vậy đâu Sơn. Dạ, tại ở chỗ đó thì mình tranh thủ để mình chạy đi nữa đó chị. Em coi kìa. Hả? Xuân Nghị tuột máu rồi kìa. Xuân Nghị tuột máu rồi kìa. Thật ra thì nãy giờ mọi người nói em không có chen ngang được. Thật ra là em muốn xin về từ nãy giờ. Cảm ơn Hoàng Sơn. Và bây giờ xin mời bạn hãy về vị trí đội màu xanh của mình nha. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ với bốn người chơi của ngày hôm nay qua bản sơ yếu lý lịch bằng hình ảnh. Bốn người chơi của chúng ta đang đứng ở trong bốn ô xuất hiện ở trên sân khấu này. Sau khi mà chúng ta nghe được giọng nói phát ra từ bốn ô số thì phải đoán được là hai thành viên của mình đang đứng ở trong ô số nào. Thắng game này thì chúng ta sẽ có được quyền ưu tiên bước vào vòng tiếp theo. Quyền này rất là có lợi luôn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe giọng nói ở ô số đầu tiên. Vậy thôi ra. Ủa? Gì kỳ vậy? Trời ơi, giọng cười sao ta đoán trời. Anh đoán nè, anh gợi ý này nha. Cái bạn này chắc là của đội Hoàng Sơn á. Nội công thâm hụt á. Tại vì cái tiếng cười càng về sau càng bị hụt hơi. Mình nghe tiếp ô số 2 đi sao. Ô số 2. Cái này mới thâm hụt nha anh. Không nha. Cái này là nội thương thâm hậu. Đúng rồi. Thấy ho không? Thấy té ho không? Là nội thương, em bị nội thương. Dạ. Nội thương thâm hậu nào. Hãy cùng nghe ô số 3. Thỏ ngọc mộng mơ. Cái này là thỏ ngọc chắc. Thỏ ngọc mộng mơ. Thỏ ngọc mộng mơ. Có thể. À
xong rồi hả? Xong rồi, vậy thôi. Ô, số 4 luôn ạ. Đó, nghe giọng cười của bá chủ thiên hạ chưa? Đó là những phán đoán từ anh Đại Nghĩa. Còn hai đội trưởng của chúng ta đã có phán đoán riêng của mình chưa ạ? Việt Linh và Mỹ Ngân đang đứng ở trong ô số nào? Anh nghĩ là cái giọng cười mà bị hụt hơi khúc cuối á, là bạn bá chủ thiên hạ Việt Linh. Ô số cuối cùng, ô số 4. Ô số 4. Vậy bạn Mỹ Ngân? Mỹ Ngân Thỏ Ngọc Mộng Mơ thì anh nghĩ là ô số 3. Anh chọn 4 và 3. Đúng rồi. Vậy còn Hoàng Sơn ạ? Sơn nghĩ là bạn Trúc Linh sẽ là ở ô số 3. Và bạn Việt Thi ở ô số 2. Vậy để xem phán đoán của đội trưởng nào là chính xác nha. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ người chơi ở ô số 1. Xin mời bạn. Cô bé này mới là bá chủ thiên hạ Việt Linh nè. Em xin kính chào ban giám khảo và xin chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt ở đây. Chào hai đội trưởng ạ. Em tên là Việt Linh và em là thành viên của đội anh Xuân Nghị. Ủa? Vậy mà đội trưởng em không đoán, không nhận ra em. Không nhận ra em. Đau đớn. Dạ, đau, anh đau ở đây này. Việt Linh ơi, nhưng mà Sam muốn biết rằng là bạn có tham gia công việc lồng tiếng một cái chuyên nghiệp không? Em có học qua khóa lồng tiếng và cũng có được tham gia một vài cái trải nghiệm lồng tiếng phim Việt Nam. Đó chính là một ít thông tin để cho ban giám khảo của chúng ta có thể nắm về bạn Việt Linh. Dạ. Xin mời bạn hãy về vị trí đội trưởng của mình. Có muốn về không ạ? Dạ, phải về thôi. Phải về thôi. Cái này thì làm sao mà Xuân Thị tập trung thi thố gì được chứ. Đẹp gái quá. Thực ra nãy giờ em ngắm chị không á chị Ốc. Giờ em ngắm chị không á chị Ốc. Em không hiểu sao càng ngày chị càng đẹp. Ngộ nghĩnh vậy đó. Thì em nói thật ra không vậy? Em nói thật. Thề luôn. Từ con tim em phát ra. Không chị Ốc, nãy ở trong sân khấu là ở trong cánh gà là khen em y chang vậy á. Em không có cần nói thêm câu đó đâu sao không. Chị đang tận hưởng mà. Trời ơi, em nói thiệt. Em nói với một mình chị, ngày hôm nay em nói chị riêng một mình chị. Rồi chị tạm tin em. Em có thêm một điểm. Cảm ơn chị. Chị Ốc ơi, em thấy chị đẹp thiệt. Thực sự tất cả anh em mình đi về quá anh Phi. Mình đi về đi, giống như mình không tồn tại trên cuộc đời này hay sao đó. Anh nghĩ đó là phong độ luôn, nó phong độ luôn. Ừ, anh ở lại. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ với lại người chơi số 2. Xin mời. Đầu tiên con xin kính chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Xin chào chị Sa, chào anh Xuân Nghị, chào chị. Chào anh. Rồi, mình phải giới thiệu về bản thân mình cho ban giám khảo được biết nè. Dạ, em tên là Nguyễn Ngọc Việt Thi. Năm nay em 17 tuổi và em là một thành viên của nhóm nhạc B336 ạ. Wow. Mới 17 tuổi. Dạ. Hát hay lắm anh chị, là một ca sĩ. Ôi, tuổi trẻ rất là tiềm năng luôn. Vừa hát hay, vừa nhảy đẹp, vừa rap được, nhưng mà bây giờ còn qua thi lồng tiếng nữa. Trời ơi, rồi ai làm lại em? Thật ra lồng tiếng em cũng mới đây là tham gia thôi, chứ em cũng chưa có một cái gọi là cái kinh nghiệm gì về lồng tiếng hết. Cho nên là mong đợi anh Xuân Nghị cũng nhẹ tay giúp em. Anh biết mà, dạ. Tuổi trẻ bây giờ giỏi quá thì mình về hưu sớm thôi chứ có gì đâu. Mời em về với đội của mình. Ô số 3 là cả hai đội trưởng cùng chọn nha. Và xem phán đoán của đội trưởng nào là đúng. Xin mời ô số 3. Dạ, em chào ban giám khảo và chào quý vị khán giả, chào chị Sam. Em tên là Mỹ Ngân. Năm nay em... thôi khỏi nói tuổi được không chị? Thôi khỏi nói tuổi được không chị? Được, nếu bạn ngại. Nhưng mà sao muốn biết là bạn đã từng trải nghiệm qua công việc lồng tiếng chưa? Hồi xưa em có học một khóa lồng tiếng, nhưng mà em cũng không có theo nghề. Vậy cũng có kinh nghiệm sơ sơ ha? Dạ, cũng không có kinh nghiệm chị. Thỏ Ngọc của em mà. Thỏ Ngọc này là dịu dàng lắm. Em hiểu đúng không? Em hiểu mà. Đội em hiểu. Rồi, như vậy là trong lượt này anh Xuân Nghị đã đoán đúng. Xin mời Mỹ Ngân về vị trí của mình.
chúng ta hãy cùng gặp gỡ với thành viên ở ô số 4. Chào bạn. Dạ chào chị, em xin kính chào quý giám khảo, xin kính chào hai vị đội trưởng và xin kính chào tất cả quý vị. Em tên là Trúc Linh, hiện tại em đang là sinh viên và người dẫn chương trình tự do. À, nhưng mà mình đã từng thử qua công việc lồng tiếng chưa Linh? Dạ, hiện tại thì em chưa có thử qua công việc lồng tiếng. Và đây cũng là lần đầu tiên em thử qua cái công việc lồng tiếng. Và hy vọng là sẽ có cơ hội để có thể trải nghiệm nhiều hơn. Cảm ơn bạn và xin mời bạn về với vị trí đội của mình nha. Dạ. Như vậy là cả hai đội trưởng của chúng ta ngang bằng nhau ở sự phán đoán ở đợt này. Chúng ta hãy cùng đến với một cái game phụ để có thể quyết định xem đội nào sẽ giành được quyền ưu tiên ở trong vòng đầu tiên nhé. Hai đội trưởng đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Xin mời Quảnh Tù Xì ạ. Ủa? What? Trò chơi khó ghê ha. Trò chơi phụ mà anh. Anh ra gì? Anh ra gì? Nghĩ đến ra gì? Em tính ra cái búa. Anh tính ra cái kéo. Nhớ là cái kéo nha. 1, 2, 3. Trời ơi. 2, 3. Trời ơi, sao không ra cái kéo thì em thua. Xin chúc mừng Xuân Nghị, bạn đã giành được quyền ưu tiên ở trong vòng sau. Xin mời bạn về vị trí của mình. Vậy thôi đó. Và bạn về vị trí của mình. Vậy thôi đó. Trước khi bước vào vòng 1, hai đội chơi đã tiến hành đặt tên đội. Đội Xuân Nghị sẽ thi đấu với tên gọi Thâm Thi. Đội Hoàng Sơn lấy tên Tinh Tế. Ngay bây giờ, cùng bước vào vòng 1 của Thanh Năm Quyền Năng. Quý vị khán giả đang đến với vòng 1 của Thanh Âm Quyền Năng. Ở vòng này của chúng ta sẽ có tên gọi là diễn xuất bằng giọng nói. Cả hai đội sẽ bước vào vòng 1 với luật chơi như sau. Có 3 lượt thi, mỗi lượt gồm một thành viên của hai đội. Trên bàn của mỗi đội sẽ có 2 nút bấm. Nút màu xanh quy định đoạn thoại, nút màu hồng quy định cảm xúc hoặc hoàn cảnh. Thành viên mỗi đội sẽ lần lượt bấm từng nút để chọn ngẫu nhiên một đoạn thoại và một cảm xúc hoặc hoàn cảnh. Nhiệm vụ của người chơi là thể hiện đoạn thoại với cảm xúc hoặc hoàn cảnh mà mình chọn được. Lưu ý ở lượt thứ 3, người chơi chỉ có 30 giây để thực hiện thử thách. Sau 15 giây, chữ trên màn hình sẽ mờ dần và biến mất. Vì vậy, ngoài việc thực hiện đoạn thoại, người chơi còn phải ghi nhớ đoạn thoại này. Đội thắng cuộc là đội giành được 2/3 phiếu bình chọn của giám khảo. Và giải thưởng ở trong vòng này sẽ là 3 triệu đồng nếu như mà chúng ta giành chiến thắng nha. Hồi nãy là đội của Xuân Nghị đã giành được quyền ưu tiên. Các bạn sẽ có quyền lựa chọn thành viên nào thi đầu tiên và thành viên nào sẽ là thành viên đối thủ với mình. Là chọn của đội bên kia hả? Ừ. À, nhưng mà Sam có một cái mật mí này cho các bạn nha, là ở lượt cuối cùng á sẽ là lượt thi khó nhất. Khó nhất hả? Khó nhất thì mình phải chọn những người mà giỏi nhất. Cho nên là chắc là anh sẽ thi thứ hai. Tự nói tự vỗ tay luôn. Vậy thì bây giờ nè, em chọn người đầu tiên là ai? Thành viên đầu tiên em sẽ chọn bạn Mỹ Ngân đi ạ. Mỹ Ngân. Rồi em muốn chọn đối thủ là ai? Đối thủ là T336 đi. Biết thi. Trời ơi. Các bạn quyết định thi trước hay thi sau? Mình thi sau đi ạ. Cảm ơn Nghị. Cố lên Việt Thi ơi. Cố lên. Xin mời hệ thống. Đầu tiên sẽ là chuông màu xanh. Xin mời bấm chuông. Chào, có phải chị Sam không ạ? Em là Nguyễn Hà My gọi đến. Cái gì vậy? Chưa biết nha, chưa biết đoạn thoại này là về cái gì nha. Và xin mời chuông màu hồng. Trời ơi. Này mà vô cái hoàn cảnh là say xỉn mới vui. Cọc cằn. Cọc cằn vì đã lâu không bán được nhà. Trời ơi, sao nó hợp với em dữ vậy Sam? Ba đêm bình dễ. Thường ghê, nó không thắng đâu. Cứ làm đi, ghê không thắng đâu. Việc thi em có 1 phút để chuẩn bị. 1 phút bắt đầu. Hãy nhớ là cảm xúc mà chúng ta lựa chọn phải là cọc cằn vì đã lâu không bán được nhà nha. Cái giọng không bán được nhà là nó ức lắm em, nó ức từ bên trong ức ra.
đặt tình huống vô mình có 30 căn nhà đang cần bán. Thời gian đã hết. Dạ. Thời gian dành cho em bắt đầu. Xin chào, có phải chị Sao không ạ? Em là Nguyễn Hà My, gọi đến từ công ty bất động sản. Được biết là chị có nhu cầu mua một cái căn hộ chung cư cao cấp đúng không chị? Dạ. Nên chị có nhu cầu cấp thì bên em có cung cấp cho chị một vài cái thông tin về những cái căn hộ tiện nghi trả góp bên em. Chị nghe được không chị? Dạ. Không biết là hiện tại chị có thời gian cho em tư vấn giúp mình không ạ? Dạ, chị nói vậy. Hiện tại chị có bất động sản khắp thành phố rồi hả chị? Dạ em cảm ơn. Cảm ơn chị nhiều quá. Cảm ơn chị. Cấp á. Thật sự thì với em là cái tình huống này nó hơi khó nha. Tại vì mình đặt ở trong cái vị thế là mình gọi mình chào mời người ta mua nhà mà cọc cằn thì là không hiểu làm sao, hơi khó à. Nhưng mà hoàn cảnh biết đâu là cái cô Sam này nè đó, thứ nhất là bán đã lâu không bán được nhà, cái thứ hai là vừa mới gây lộn với người yêu xong đó, cho nên là bây giờ bắt buộc phải gọi liên hệ với khách hàng thì cái giọng như còn quạo cọc vậy đó. Tình huống này cũng có thể xảy ra chứ mà không ha. Mà cũng là tình huống rất là thú vị. Dạ vâng, cảm ơn Việt Thi nha. Dạ, cảm ơn ạ. Và bây giờ sẽ là phần thi tiếp theo của Mỹ Ngân. Đây sẽ là một đoạn thoại dành cho bạn. Kính gửi ông già Noel và chuông màu hồng. Xin mời bấm chuông. Này chắc giọng nũng nịu quá. Vui buồn bất chợt. Nói chuyện với ông già Noel mà vui buồn bất chợt. Nhân vật này cũng lạ lắm rồi nha. Xin mời Mỹ Ngân ạ. 1, 2, 3. Yeah. Bạn có 1 phút để chuẩn bị, thời gian bắt đầu. Vui buồn bất chợt nha. Bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi ạ. Và thời gian dành cho Mỹ Ngân bắt đầu. Kính gửi ông già Noel, vậy là ngày con chờ đợi cuối cùng cũng đã đến rồi. Năm nay con học giỏi nhất là môn âm nhạc, còn môn toán thì chưa tốt lắm. Con sẽ cố gắng nhiều hơn. Con luôn nỗ lực để trở thành một người con ngoan. Tuy nhiên con còn 2 tật xấu là cãi mẹ và đánh em. Con hứa sẽ sửa đổi trong thời gian tới. Con rất thương bố con, nên con mong năm nay ông sẽ tặng cho con 1 căn biệt thự 5 phòng ngủ để bố không bị mẹ cằn nhằn nữa. À mà còn chuyện này, nhà con không có ống khói. Khi nào ông đến cứ bấm chuông, con sẽ ra nhận. Con biết ông là người tốt. Con cảm ơn ông nhiều. Ok vậy. Cái vế con cảm ơn ông nhiều, con cảm ơn là buồn nha. Ông nhiều cái vui. Nói chuyện là cũng chứ. Thôi nhưng mà buồn vui bất chợt anh ơi, có quyền. Và bây giờ thì xin mời ban giám khảo của chúng ta hãy nhận xét phần thi của 2 bạn ạ. Em thấy sao không? Em thấy dễ thương. Kiểu bị đặt vô mấy cái thử thách này, kiểu tự nhiên nhớ về thời sinh viên ngày xưa của anh em tụi mình. Lâu rồi không có khùng vậy anh hả? Kiểu thời đi học thì kiểu làm đủ trò, không có biết mắc cỡ. Còn giờ kêu mình làm vậy thật sự mắc cỡ, đúng không chị? Tại vì kiểu nó rất là mắc cười, mà phải kiểu bằng tất cả sức bình sinh là phải quên thế giới xung quanh luôn mới làm được cái chuyện này. Thật ra 2 bạn làm là tương đối tròn trịa. Việc thi lúc đầu thì nhìn rất là dè dặt, nhưng mà khi lên thể hiện thì rất là máu lửa. Bạn khá là chủ động, bạn làm khá là tốt. Nhưng mà theo chị nha, thì có thể mình sẽ không có cọc từ đầu. Bình thường mình sẽ vẫn vui và bắt đầu một cuộc gọi mà. Nhưng mà khi người ta phản ứng không được như mình mong muốn á, thì mình mới cọc. Cọc nó khác với lại thô lỗ nha. Tức là thô lỗ là gặp ai nói chuyện sổ sàng, nói như quát cái bạc tai, không chủ ngữ, không dị ngữ gì trơn á. Vậy đi, chào. Đúng là nó vượt qua khỏi sự cọc cằn luôn. Còn cái cọc thì nó có vẻ nó có sự kìm nén lại một chút, mà vẫn thấy cái sự hậm hực, cái sự bực bội tức thôi bên trong. Cái mà để anh lắng động, để anh mà ghi nhớ thì cái chất giọng của bạn này rất là tốt. Giọng có lực, giọng rất anh tốt. Dạ. À, cho nên là anh cứ bị mải mê nghe cái giọng mà quên để cái vụ kia.
Còn với Mỹ Ngân, cái buồn vui bất chợt thì cũng sẽ có hai cách để mình làm. Một là mình dựa theo cái cảm xúc của cái câu đó, nó vui thì mình sẽ vui, và mình đặt để cái cảm xúc buồn vào những cái câu mà có thể truyền tải được cái cảm xúc buồn. Còn không là mình làm ngược lại, cái câu vui thì mình làm buồn mà cái câu buồn thì mình làm vui. Chúng ta cũng sẽ phải tính từng câu, câu nào mình buồn và câu nào mình vui. Thật ra thì bạn Ngân làm rất là tốt cái vai trò của mình luôn. Là ví dụ như những câu đáng lý vui thì bạn buồn, những câu đáng lý buồn thì bạn vui, thì bạn làm đúng cái vai trò buồn vui thất thường đó, cho nên là nó mang cái tính chất rất là giải trí. Nhưng mà cái mình thấy được là ở hai bạn có cái sự hóa trang, biến hóa về cái giọng nói, về cái màu sắc của mình, thì như vậy đã là tốt lắm rồi. Cảm ơn hai em. Và cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo. Và bây giờ chúng ta sẽ đưa ra sự lựa chọn của mình giữa hai đội. Xin mời ban giám khảo. 3 2 1. Màu hồng. Xin chúc mừng Mỹ Ngân. Như vậy là đội thì thầm của chúng ta đã âm thầm mang về một lượt đầu tiên rồi. Và bây giờ sẽ là lượt thi tiếp theo, sẽ là ai đây ạ? Đội Xuân Nghị thì Việt Linh sẽ ra thi. Còn đội bên kia Xuân Nghị chọn Trúc Linh. Việt Linh và Trúc Linh. Song Linh. Song Linh. Hồi nãy đội của mình là thi sau rồi, bây giờ đội mình thi trước đi nè. Đầu tiên sẽ là chuông màu xanh. Xin mời bấm chuông. Hu hu hu, cậu nghĩ xem đàn ông là cái giống loài gì? Nào, chuông màu hồng, xin mời bạn. Cảm xúc. Cười trong đau đớn. Cười trong đau đớn. Này khó nha. Bạn có một phút để chuẩn bị. Thời gian bắt đầu. Cười trong đau đớn mà có hu hu hu. Hu hu hu. Thời gian đã hết. 3 2 1 bắt đầu. Cậu nghĩ xem đàn ông là cái giống loài gì? Có phải là một củ hành tây không? Muốn thấy được trái tim của hành tây thì phải bóc từng lớp vỏ bên ngoài ra. Mỗi lần bóc vỏ như thế sẽ khiến cậu phải chảy nước mắt. Nhưng khi bóc tới lớp vỏ cuối cùng thì mới phát hiện ra rằng hành tây không có tim. Mà cậu nghĩ xem, đàn guitar mới đánh được, đàn piano tôi cũng đánh được, đàn tranh tôi cũng đánh được nốt. Vậy mà tới đàn ông thì tớ không đánh được. Chỉ biết khóc lóc khi thấy hắn ta đi gặp bồ với trà xanh thôi. Hay quá. Linh ơi. Dạ. Em quay ra xem nhìn lại cái đề bài đi em. Cái đề. Cười trong đau đớn. Cười trong đau đớn. Thấy đau thôi chứ chưa thấy cười. Cảm ơn Việt Linh. Và bây giờ sẽ là phần thi của Trúc Linh. Xin mời bạn. Quan trọng là cảm xúc gì nè, hoặc là ngữ cảnh nào nè. Đồng á. Hợp luôn. Wow, hợp luôn chị. Vô là cái cảm xúc này nó hợp với lại cái câu thoại này nè. Nhưng mà em hiền lắm. Xin mời bạn. Trúc Linh ơi, bạn có một phút để chuẩn bị. Thời gian bắt đầu. Âm thanh lòng điên bánh lộn. Cái này mà gặp mấy bạn không chuyên mà không biết á. Là ngàn chỗ của ngươi. Bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Rất tự tin. Và bây giờ thời gian dành cho Trúc Linh bắt đầu.
Hay lắm. Ngươi đã bất nhân thì cũng đừng trách ta bất nghĩa. Đợi đặt lịch thì chi bằng hôm nay ta và huynh hãy tỉ thí phân cao thấp, để xem phái Nga Mi của ta hay võ đàn nhà ngươi sẽ xưng danh thiên hạ. Ngày này năm sau chắc chắn là ngày giỗ của nhà ngươi. Sao ta đến chơi mà ngươi đánh thiệt vậy? Ta với ngươi từ đây ân đoạn nghĩa tiệt, sau này có gặp lại cũng sẽ coi như chưa từng quen biết. Cái gương mặt cái mắt long lên sòng sọc luôn. Cảm ơn bạn, cảm ơn Trúc Linh. Như vậy là lượt thi thứ hai của chúng ta cũng đã hoàn thành. Xin mời ban giám khảo nhận xét ạ. Anh muốn em Ốc em hãy thể hiện lại cái đoạn mà hồi nãy cười trong đau đớn đó. Thử đi chị. Đã nói với anh là em đã làm những cái chuyện này từ 20 năm về trước. Giờ em già rồi, em đến đây để em nghiêm túc mà anh cũng không tha cho em nữa. Anh nghĩ là em rất là hợp với cái đoạn đó, cười điên dại này kia là em. Anh à, giờ em làm vậy rồi mai mốt chương trình phát con em nó sẽ hỏi: ủa, mommy làm gì vậy? Thực sự cái đoạn này cũng khó thiệt. Nếu như các bạn không có nhiều kinh nghiệm á, các bạn chưa có thể hiện dạng như thế này, hoặc là chưa có đóng phim hoặc là diễn trên sân khấu á, thì tự nhiên đặt để vô này rất là khó. Này là khó lắm. Rất là khó luôn. Yeah. Mà cái vấn đề là cái lời viết này nè, nó cũng không giống bình thường nữa. Em cũng thấy vậy. Mình tâm sự với bạn của mình đi, cứ coi như là mình cười trong đau đớn thiệt đi, thì cũng không có nói rằng đàn ông là củ hành tây kiểu vậy. Cái ngôn ngữ đó nó kỳ khôi lắm, cho nên là kiểu nó rất là bẻ, cái miệng của mình nó sẽ không có thuận. Nhưng mà đã là thử thách thì mình phải chịu thôi. Trời, mọi người nhìn quá à. Giờ bắt em cười trong đau đớn đúng không? Dạ, mình chào tay và chỗ ạ. Cậu nghĩ coi, đàn ông là cái giống loài gì? Có phải là củ hành tây không? Phải không? Muốn thấy được trái tim của hành tây á thì phải bóc từng lớp, bóc từng lớp, phải bóc từng cái lớp vỏ bên ngoài ra. Mỗi lần bóc vỏ như vậy nó sẽ khiến cậu phải chảy nước mắt. Nhưng bóc từ cái lớp vỏ cuối cùng thì mới phát hiện ra rằng hành tây không có tim. Mà cậu nghĩ coi, đàn guitar tớ đánh được, đàn piano tớ cũng đánh được, cái đàn tranh tớ cũng đánh được nốt, vậy mà đàn ông thì tớ không đánh được. Chỉ biết khóc lóc khi thấy hắn ta chỉ cầm bồi trà xanh. Hay quá à. Hay nhỏ em, tôi xuất sắc ghê chưa? Làm như kinh nghiệm sống của em lấy ra phải không? Anh à, bây giờ em không có còn lo tới trà xanh nữa nè. Em cũng thích trà mà em thích trà neo à. Trà neo. Nó khó là bởi vì nếu như mà chỉ đơn thuần là khóc không thôi thì nó bình thường. Vâng. Mà khi chúng ta đau tới cái mức mà trên cả cái nỗi đau đó mình không có khóc nữa mà mình cười, cười trong sự bẻ bàng, cười trong sự chua xót đau đớn, thì đó là một cấp bậc đau hơn bình thường nữa. Vậy thì để có thể diễn được cái đoạn này đòi hỏi người diễn viên thứ nhất là phải có kinh nghiệm sống, cái thứ hai là phải có bề dày kinh nghiệm nghề nghiệp, trải nghiệm sân khấu, kỹ thuật biểu diễn và tất cả mọi cái thì mới có thể làm được giống như cái kiểu mà Ốc làm vừa rồi. Với một cái cô bé như Việt Linh xinh xắn dễ thương thì tự nhiên bây giờ trong vòng 1 phút thảy em vô một cái đoạn cao trào đỉnh điểm khóc cười như vậy thì nó đúng là nó hơi vượt quá so với khả năng của em. Nhưng nếu như mà em có thời gian em nghiền ngẫm nó lâu hơn, hoặc là nếu như có người nào đó hướng dẫn em, thì anh tin chắc là em sẽ làm được nha. Dạ, em làm được, em làm được. Dạ. Anh Đạt Phi thì có phần nhận xét như thế nào về hai bạn ạ? Về cái phần độc ác của Trúc Linh á thì đúng là cái tên độc ác này nó có sự tỉnh thức á. Dạ. Và chắc cũng ăn chay trường.
cho nên là cái sự thể hiện nó cũng cũng không có phải là ác lắm. Cũng có sự nhân từ trong đó. Nói chung thì đó là nói vui thôi, chứ thật ra tại vì các bạn bị áp lực quá. Nội mà ra tới chỗ đó đứng thôi là đã tim đập chân rung rồi. Với thời gian ngắn nữa. Thêm nữa bản chất của bạn cũng lại quá hiền, cho nên là chỉ thể hiện ra được cái giọng nói ở tới chỗ đó là tôi ác vậy 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 đó, tới chỗ đó là tôi hi ha 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 là cho nó xong cái nhiệm vụ. Cái anh lo là lo Trúc Linh sẽ không làm được cái màu đó, mà Trúc Linh sẽ là hi ha ha hi ya ya hu là chắc tiểu luôn. Thì nói chung cũng thông cảm, cũng thông cảm vuốt nhẹ cho các bạn. Cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã thể hiện rất là tốt. Và ở trong lượt thi thứ hai này thì số điểm của ban giám khảo sẽ được giữ lại, một lát nữa chúng ta sẽ lựa chọn sau ạ. Lượt thi cuối cùng, Xuân Nghị và Hoàng Sơn, ai sẽ đi trước ạ? Nghị thi sau. Nghị thi sau. Cảm ơn Nghị. Xin mời hệ thống. Xin mời. Alo, à em kiếm ai? Chuông màu hồng, xin mời bạn. Vừa nói vừa cười khinh bỉ. Dư sức. Cố lên anh ơi. Và ở trong lượt thứ ba này thì sẽ khó hơn nha. Hồi nãy là Sam cũng có thông báo trước rồi. Đề bài sẽ được mở ra, các bạn phải vừa đọc và vừa ghi nhớ. Lát nữa khi thực hiện thử thách, các bạn chỉ có 30 giây. Và sau 15 giây thì chữ sẽ bắt đầu mờ dần đi. Cho nên là phải ráng nhớ luôn cái đoạn thoại đó em. Đặc biệt là những đoạn cuối. Một phút dành cho Hoàng Sơn. Bắt đầu. Bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Alo. À, em kiếm ai? Xin lỗi em tên gì ha? À, Trang hả? Không có nghĩa ở đây em ơi. Em hỏi anh là ai mà cầm mấy người yêu em hả? Xin được trân trọng giới thiệu với em, anh là chủ tiệm cầm đồ. Điện thoại nó bị giật rồi em, đừng có điện cho nó nữa nha. Không mà nè, nếu em liên lạc được với nó đó, nhớ nhắc nó lần sau đừng có vừa chạy xe vừa nghe điện thoại nữa, bị giật xui, ráng chịu nha. Không rồi vậy hen, chúc em vui vẻ với người tình lơ đỉnh của em. Cảm ơn Hoàng Sơn ạ. Và bây giờ sẽ là Xuân Nghị, ô màu xanh, xin mời bạn. Đồ đệ của ta, đồng đội của con còn đang chiến đấu ở ngoài kia. Phim kiếm hiệp. Kiếm hiệp, kiếm hiệp rồi nha. Và chuông màu hồng, xin mời. Giọng Huế, truyền cảm hứng. Sở trường rồi. Đồ đệ của ta. Thực sự là khi mà vô trong studio, vô trong phòng thu thì cái cảm giác nó khác với lại mình đứng ở trên này. Trên này có nhiều người. Ở phòng thu thì chỉ có một mình đạo diễn Đạt Phi thôi, đỡ tâm lý hơn. Ở đây thì ánh đèn rồi mọi thứ, bên cạnh còn có cả người đẹp nữa. Nhớ chúng ta chỉ có một phút để vừa xem vừa ghi nhớ nha. Một phút bắt đầu. Trời, bị cận mà quên mang kính nữa thì có chán thiệt chứ. À đây. Anh đã sẵn sàng chưa ạ? Máy chạy. Thời gian dành cho bạn bắt đầu. Đồ đề của ta, đồng đội của con đang chiến đấu ở ngoài kia. Con hãy thức tỉnh mà cố gắng lên. Khóc cũng được, bỏ chạy cũng được, nhưng không được bỏ cuộc. Và tin tưởng con, luôn nhìn theo phía sau con. Ngày tháng khổ luyện như địa ngục, nhất định sẽ được đền đáp. Hãy trở thành một người cứng cáp hơn bất kỳ ai. Hãy tỉnh dậy, thức tỉnh đi, mở mặt ra mà chiến đấu đi. Ông thầy dễ thương quá hả? Xin mời bạn. Cảm ơn Xuân Nghị. Và bây giờ sẽ là phần nhận xét của ban giám khảo ạ. Em ghi gì ghi quá trời vậy ốc? Chị ơi,
Kệ em đi, kệ em đi, em nghĩ chi em kệ em đi. Đây cái giọng em là Huế này nha. Dạ. Còn giọng nãy giống giọng Nghệ An hơn nha. Dạ, dạ vâng, em nó hơi bị lai về Quảng Trị một chút. Nhận nó xuống rồi, mọc nó lên. Không, nhưng mà thật sự là cái đề bài này của Nghị rất là đáng yêu rất, luôn á. Rất dễ thương. Mà đề bài của Hoàng Sơn cũng hay luôn. Nên là Sơn làm chị thấy là khá tốt. Nói chung là ở phần này là cả hai bạn đều làm rất là tốt. Ước gì nó có hai cái nút cân bằng với nhau. Bởi vì bạn nào cũng giỏi, bạn nào cũng tài năng. Và cái thể hiện của mỗi bạn đều rất là tốt. Chính vì hai bên ngang tài ngang sức cho nên là mình phải xét cho nó sâu hơn chút xíu nữa. Để mình coi coi bên nào thật sự nhỉnh hơn bên nào ha. Với Hoàng Sơn thì thật ra cái đề bài này với Sơn anh nghĩ không có khó dành cho em. Một cái đề bài nó khá đơn giản. Khi chúng ta cười khinh bỉ. Khinh bỉ nó sẽ ở cái mức độ vừa. Chứ nó sẽ không thể nào ở cái mức độ nó vượt quá được. Thì nó sẽ không có tải được cái sự khinh bỉ. Vì sự khinh bỉ là có cái sự kiểm soát ở trong đó. Chỉ bằng thái độ và cái cách mình nhấn từ thôi. Còn với Xuân Nghị thì đó, nhân nói ngay từ đầu, nó chưa phải là giọng Huế. Dạ. Nhưng mà được cái ở Xuân Nghị á, là cái đề bài là gì? Truyền cảm hứng. Thì cái cách nói của Nghị á, làm cho mình cảm thấy mình thôi thúc. Mình muốn xông ra trận liền lập tức. Gì đó, bắt đầu đi, thức tỉnh đi. Gì đó, cái câu nói cuối cùng á. Đó, thì mình mở thấy được mặt đi. Là mình thấy nó đúng là truyền cảm hứng thật. Đó là nếu như chúng ta xét kỹ một tí thì ở mỗi bàn nó sẽ có một cái gì đó nó còn chưa tròn trịa lắm mà thôi. Nhưng mà nhìn chung đây là một cái phần thi tốt, xứng đáng với vị trí của hai đội trưởng. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo. Và bây giờ sẽ là lượt lựa chọn ở lượt thi số 2 của các bạn Việt Linh và Trúc Linh. Mời ban giám khảo. 3, 2, 1. Xin mời. Xin mời. Chúc mừng đội Xuân Nghị. Thì giờ thắng 2 trận liên tiếp là biết thắng luôn rồi, giờ chấm điểm đội trưởng chi nữa. Như vậy là đội của Xuân Nghị đã giành được 2 lượt thắng rồi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các bạn đã mang về cho đội của mình 3 triệu đồng. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với vòng 2 của Thanh Âm Quyền Năng. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với vòng 2 của Thanh Âm Quyền Năng. Luật chơi vòng 2 như sau. Cả hai đội sẽ cùng sáng tạo nội dung cho một đoạn clip không có âm thanh do chương trình cung cấp. Có 3 từ khóa. Trong nội dung mà hai đội sáng tạo phải có chứa 3 từ khóa đó. Lần lượt từng đội sẽ cùng nhau lồng tiếng cho đoạn clip. Sáng tạo chính là yếu tố tiên quyết để ban giám khảo chấm điểm. Đội thắng cuộc là đội giành được 2/3 phiếu bình chọn của ban giám khảo. Và giải thưởng ở trong vòng này sẽ là 6 triệu đồng. Bây giờ sẽ là 3 từ khóa dành cho các bạn, xin mời. Đau bụng, ngủ mớ, lang thang. Các bạn hãy ghi nhớ 3 từ khóa này nha. Còn bây giờ sẽ là 5 phút dành cho cả hai đội. Chuẩn bị, bắt đầu. Rồi, khó quá. Khó. Mà được cái nó vui là, tức là mình muốn ghép nội dung gì vô cũng được. Cái đơn miễn sao thấy nó phù hợp với cái tình huống nó là được rồi. Cho nên là mình sẽ nghe được hai câu chuyện nó hoàn toàn khác nhau. Dạ, anh rồi. Dạ, ok. Dạ, em nói trước đúng không? Đúng là ảnh rồi, đẹp trai quá. 5, 4, 3, 2 và hết giờ. Đội của Xuân Nghị trong vòng đầu tiên thì chúng ta đã giành chiến thắng, do đó trong vòng này chúng ta xung phong thi trước nha. Không đồng ý được không? Không đồng ý được không? Chưa cái xong đó mà. Là câu hỏi của em đúng không? Đúng rồi. Còn anh đồng ý hay không là quyền của anh. Thì anh làm sao được làm à. Ok, thực ra thì với 5 phút thì để mà tạo ra được một cái nội dung mới cho cái đoạn clip như thế này thì cũng rất là hơi khó. Nên là mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng luôn hả? Ghê vậy. Xin mời các bạn. Mới làm được một nửa. Ráng nha, ráng nha. Thấy em thấy là bây giờ vẫn còn cắm cúi viết dữ lắm. Đội của chúng ta sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Sẵn sàng chị. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu.
Nhỉ? Ở đâu đây? Cái này. Ok. Trời. Tiếng nội tâm. Nhỉ? Còn cái này. Lấy nào đây ta? Ăn mì gói có được không hả? Cái này. Hả? Xanh đột chuối. Đúng gu của mình rồi. Màu hồng cũng gu mình luôn. Phải sửa sang lại. Phải đẹp trai lên. Nhờ dạ. Bạn xong rồi đã. Dậm dậm mắt. Rồi rồi rồi. Nhảy. Cô gái mặc áo màu xanh đọt chuối làm cho anh đắm đuối. Tim anh đập loạn xạ từ bên này chạy qua bên kia đó hả? Anh trơ trẽn quá à. Đúng là gu của em rồi. Mà còn mặc áo hồng thì xác định là chồng của em. Dạ. Đồng ý luôn đó hả? Em màu xanh đọt chuối cũng đúng gu của anh rồi. Anh có ngủ mớ không vậy? Sao nói chuyện với em mà anh cứ dạ dạ rồi gật đầu như nói chuyện với má vậy? Không có mớ, mà đầu óc đang quay quay giống như máy xay sinh tố đây nè. Anh này. Ơ anh ơi. Hả? Sao mà nhìn anh đẹp trai giống anh Đại Nghĩa quá vậy? Trời, đẹp được như anh Đại Nghĩa thì còn gì bằng hả? Mơ ước của anh từ lâu. Anh hứa với em luôn, Nam Nhi đại trượng phu 1+5 chỉ bằng 2 mà thôi hả? Là sao? Là sao? Trời ơi. Anh nhìn kìa. Cái gì vậy? Cái gì rụng kìa? Hả? Tim em rụng đó. Nani? Trời ơi, thả thích tôi kìa. Tim em thì rụng, còn tim của anh thì đang đập tình tịch muốn banh cái lồng ngực luôn đây nè. Anh này kỳ quá à. Không chịu đâu. Ủa quên. Dễ thương quá, em hầm hầm. Đúng gu của anh rồi. Hôm nay Nam Nhi đại trưởng phu đầu đầu trời chân đạp đất. Anh hứa với em. Cho em tiền hả? Anh sẽ ở bên em trọn đời. Anh sẽ nguyện nấu ăn cho em hàng ngày những món ăn thật là ngon. Em có thằng khác nấu rồi, anh khỏi nấu đi. Anh nấu sẽ làm cho em khỏe đó hả? Ngày hôm nay anh sẵn sàng lên núi xuống biển để mà kiếm cho em những cái món ăn thiệt là ngon về bồi bổ cho em. Cho em đẹp gái hả? 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Hình như em thấy em say rồi. Cái gì vậy? Hai đứa làm chị đau bụng lắm rồi nha. Ngày nào có ám ảnh cô. Ai có bệnh về xương khớp tôi cam kết chữa khỏi. Bây giờ hai đứa làm chị còn ám ảnh hơn thế nữa. Sao vậy hả? Hai đứa tại sao dám chim chuột ở cái quán nước bóng Calomen này hả? Này, nói hai đứa nghe. Không phải con chị, chứ không hả? Chị đánh ngay tại đây. Trời ơi, chị vẫn chưa có bồ má. Đúng là hồng nhan bạc phận mà. Chỉ là một người đàn bà đi ngang cuộc đời ta. Ở đâu lang thang vô vậy? Anh không có biết, bây giờ anh chỉ biết một mình em thôi. Đưa nhau đi trốn đi anh. Tại sao ta yêu nhau? Dễ thương, cảm ơn phần trình bày của các bạn ạ. Và bây giờ là phần nhận xét của ban giám khảo ạ. Chị Vân, sao chị cười quá vậy? Giống như là đang xem thế giới đó đây hay là câu chuyện kỳ thú gì đó. Kiểu nó rất là đâu, nó rất là siêu thực á. Nhưng mà nó đáng yêu nha. Dạ. Giọng của hai bạn hợp. Nó hợp lý là vì sao? Bởi vì cái diễn xuất của hai bạn diễn viên trong clip á, nó cũng cái diễn cái kiểu mà cà tửng cà rỡn á. Thành ra là khi Nghị bẻ cái giọng mình theo cái kiểu lồng tiếng phim Hồng Kông thập niên 80 đó anh ha, thì mình thấy nó hợp. Nam Di đại trượng phu 1+5 chỉ bằng 2 mà thôi hả? Tất nhiên là Nghị thì cũng hơi over lên một chút vì kiểu nó không phải là cái style nói chuyện bình thường, nhưng mà chị nghĩ như vậy cũng hay. Cái cách nói của Ngân cũng vậy, nó cũng cà rỡn, nó chọc ghẹo đúng như cái kiểu diễn của Nguyên Thảo trong clip. Mặc áo hồng thì xác định là chồng của em. Riêng chỉ có Việt Linh thì có cảm giác là với cái nhân vật của em á, nó hơi bị lọt ra bên ngoài một tí so với cái chung của cái câu chuyện này. Đó, có thể là do em chọn cái giọng miền Bắc. Hai đứa làm chị đau bụng lắm rồi nha. Nó lại không có vào lắm so với cái nét diễn của Lê Trang ở trong clip. Mà cái nhân vật đó hình như về mặt nội dung á, nó cũng chưa có cái sự gắn bó với hai cái nhân vật này. Anh chỉ là một người đàn bà đi ngang cuộc đời ta thôi. Thì rồi vậy, cho nên là có cảm giác như là nó không có gắn bó lắm với cái câu chuyện trước đó của hai bạn. Nếu như mà cái nội dung của các bạn sao mà đang cài cái nhân vật của cái cô đó là Lê Trang đóng á, nó hợp lý hơn.
nó khớp hơn một tí với hai người nhân vật này nữa thì có thể nói là cái tiết mục được của các bạn hết sức tuyệt vời. Nhưng mà dù sao đây là một tiết mục mang cái màu sắc rất là giải trí. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Em mời anh Đạt Phi ạ. Thật ra thì hai nhận xét vừa rồi là quá đầy đủ rồi. Chú chỉ nói thêm chút xíu thôi. Nghĩ thì con là diễn viên kịch rồi mà hài nó, cho nên là miếng mảng thì con quá nhiều. Còn Ngân thoại rất là nhẹ nhàng, nhưng mà cái độ mà bựa hài thì cô ấy không hề thiếu. Chỉ có duy là giống như anh Đại Nghĩa nói thì Linh thì nó hơi chệch khỏi đường ray. Chú có cảm giác như là về phần cuối của thời gian á, là dường như cái nhân vật này chưa được đầu tư nhiều. Nhưng mà không sao, trục trặc như nó mới vui. Vâng. Cảm ơn các bạn. Dạ. Cảm ơn đội thì thầm. Xin mời các bạn về vị trí. Và bây giờ sẽ là phần thi của đội tinh tế. Xin mời các bạn. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Thời gian dành cho đội tinh tế bắt đầu. Đúng rồi, cái này. Trời ơi, anh đẹp trai nhân trên hình nhiều lắm á. Trời ơi, tôi gặp được rồi. Chào em. Khoan đã, đố em làm được như vậy, rồi làm được như vậy không? Bị gì vậy? Mới gặp mà anh đố em ba cái trò mẹo như vậy. Em mạnh dạn đoán anh chính là anh Dũng Khùng đúng không? Ừ, em hay lắm. Anh là Đại Nghĩa. Ôi kỳ. Sao đơ vậy? Thì ra anh là anh Đại Nghĩa đó hả? Vậy sao lúc nãy em hỏi là Dũng Khùng, anh gật đầu vậy là sao? Ừ, cho anh xin lỗi. Tại tối qua anh ngủ mớ cái tỉnh dậy anh quên tên. Ủa, nãy anh nói ngủ mớ hả? Tối qua em điên ốc vậy em còn ngủ mớ. Wow. Ốc ơi, gặp gỡ làm chi? Trăm năm mới biết mình là của nhau. Anh nhìn kìa. Hả? Nhìn kìa. Gì? Anh thấy cái gì đang lon thon? Ê chết. Trời ơi. Em móc gì đó ơi. Hả? Hành động vừa rồi của em đã làm con tim băng giá của anh tan chảy luôn rồi. Cái này, cái chồng em ngoài. Em chợt thấy bà anh vậy. Ủa dễ thương. Ốc nè. Vậy? Ông trời á cho tụi mình gặp nhau ở đây nè. Anh hả? Hả? Anh bị à, không chỉ là anh lôi hết tấm lòng ra mời em đi ăn cháo lòng được không? Ủa sao không ăn cháo lòng? Tự nhiên không ăn hủ tiếu, không phở ăn cháo lòng làm gì? Đi ăn cháo lòng để anh trao hết bộ đồ lòng cho em. Ông bà ta có câu: yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo mình bỏ nha. Anh nói tào lao gì á, em cũng tha thứ hết. Tại mày là đẹp trai. Trời ơi, tại sao hai người dám tỏ tình trước mặt tôi? Tôi là người dân ở ngoài đường thôi, quẩn quá không có gì làm, vô đây đứng cho nó mát. Bộ ế là một cái tội hay gì? Tôi hận. Tôi sao già tôi ba đời không ai ế đến lần tôi đê gàng. Tại sao? Tôi nói cho hai người biết, tôi mà không được hạnh phúc thì trên đời này không ai được hạnh phúc. Làm gì hai người trố mắt nhìn tôi? Tôi bị đau bụng, tôi chửi xả không được hả? Mà tất cả cái đứa này ghê. Quảng cáo trên YouTube lúc nào cũng nhiễu nhương. Anh cũng không hiểu nữa. Nhưng mà em biết hai đứa mình yêu nhau. Xin chúc mừng đội tinh tế đã hoàn thành xong phần thi của mình. Mà em cảm thấy là sao mà khớp miệng dữ lắm nha. Có một sự khớp miệng. Bởi vì Sơn là diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp, đôi khi chỉ cần nhìn cái khẩu hình thôi là mình cũng đoán được cái từ mà diễn viên đó nói là cái gì. Cho nên là có rất nhiều câu trong cái đoạn này các bạn nói khớp với cái câu trong cái bản gốc luôn.
Silab có nghĩa là cái khớp miệng cuối. Thì các bạn làm rất là tốt. Yêu nhau, mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội. Quá nhiều đi mà sao các bạn viết ra hết mà nó khớp. Có những cái câu rất là dài mà khớp hoàn toàn luôn. Đố em làm được như vậy, rồi làm được như vậy luôn. Em mạnh dạn đoán, anh chính là anh Dũng Khùng đúng không? Thật sự. Mình thấy là hai cái bản của Nghị với lại của Sơn, nhưng mà cái bản nào mình nghe nó cũng hợp lý hết trơn á. À, mình thấy rõ ràng rằng diễn viên lồng tiếng á, đúng là cái thanh âm của các bạn có thể tạo nên quyền năng. Khi các bạn có thể biến hóa cũng một cái nhân vật đó mà các bạn thích như thế nào thì các bạn sẽ cho ra một cái kiểu như vậy mà nó hợp lý, nó thuyết phục người xem. Đó là cái điều rất là hay. Chỉ có là cái nhân vật của Lê Trang đóng ở cái phiên bản này thì anh cảm thấy là Trúc Linh thuyết phục anh hơn. Là do cái nhân vật của các bạn đưa vào cái nội dung á, nghe nó có vẻ nó gắn kết, nó hợp lý. À, cho nên là với anh cái phần thi này các bạn làm rất là tốt luôn. Chúc mừng các bạn. Rất là giỏi đó. Chúc mừng các bạn. Và bây giờ sẽ là sự cho điểm của ban giám khảo ạ. Cả hai đội trong phần thi này đều rất là ngang tài ngang sức với nhau. Thật sự vô cùng khó. Xin mời. Như vậy là các bạn đã mang về cho mình giải thưởng trị giá 6 triệu đồng. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với vòng 3 của Thanh Âm Quyền Năng. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với vòng 3 của Thanh Âm Quyền Năng. Luật chơi vòng 3 như sau. Chương trình sẽ đưa ra 3 áp phích phim để hai đội lựa chọn. Chọn phim nào, cả 3 thành viên của đội sẽ cùng nhau lồng tiếng cho trích đoạn của bộ phim đó. Kết quả vòng 3 được tính bằng 50% bình chọn từ ban giám khảo và 50% còn lại từ khán giả. Hồi nãy thì đội của Hoàng Sơn chúng ta đã giành chiến thắng ở vòng 2, do đó ở vòng này chúng ta thi trước nha. Sẵn sàng. Xin mời 3 poster của chương trình ạ. Phim đầu tiên là Tình Yêu Không Có Lỗi, Lỗi Ở Bản Thân. Bộ phim thứ hai là Ốc. Và bộ phim thứ ba là Ngôi Nhà Hạnh Phúc phiên bản Hàn Quốc. Trời ơi, tôi nhớ cái phim này quá. Mê ha, một thời ha. Trời ơi, mê khủng khiếp luôn. Anh cũng mê cái phim này. Trời ơi, bị rem. Ủa gì vậy Dân? Trời ơi, bị rem. Trời ơi, gì vậy Dân? Ôi, trời ơi. Cái gì Dân, kiềm chế Dân. Lâu lâu anh cũng phải cho em sống thật với mình chút xíu anh. Chắc là mình chọn số 3 đi anh. Số 3. Các bạn lựa chọn Full House. Phim nào ạ? Đội của Sơn chọn Full House. Thời gian chuẩn bị dành cho các bạn bắt đầu. Bi diễn vai này có duyên rồi. Dạ, em thích lắm, mê bi ren khủng khiếp. Nhớ nói ra thành tiếng, đừng có thoại hơi không. Dạ. Nói ra thành tiếng. Dạ. Như vậy là sẽ có một bạn nữ đóng vai cả bà và mẹ luôn. Nếu các bạn đã sẵn sàng thì cứ báo với Sam nha. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Sẵn sàng. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Vợ của con nó còn phải được chỉ dạy nhiều lắm đó, nên hãy về đây sống đi. Cô ấy biết làm mọi thứ, gì cũng biết mà. Cô nấu ăn rất ngon, biết giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa cũng sạch sẽ nữa. Chưa hết, có gì em không giỏi không vậy? Dạ. Mau nói làm được đi. Việc gì con cũng giỏi, con làm được hết. Đúng vậy đó bà. Ý của bà và mẹ con không phải như vậy đâu mà. Nhìn cách nó ăn mặc thôi là biết có vấn đề rồi. Dạ.
Lẽ ra con phải mặc trang phục truyền thống của Hàn Quốc chứ. Ê, mặc vậy đâu có làm sao đâu, con cũng mặc bình thường mà. Nhưng đây là lần đầu tiên nó tới thăm nhà chồng mà lại đi tới tay không vậy coi được sao. Con dâu nhà người khác thì đã biết nấu vài món cơ bản, bà đâu có đòi hỏi gì quá đáng đâu chứ. Bà biết nó mồ côi nên cũng không trách gì rồi. Sao tự nhiên bà nhắc chuyện đó? Sao tôi không được nhắc? Thấy cần nhắc bà mới nhắc chứ. Chuyện mua quà đúng là con lỡ quên mất, nhưng con sẽ mua mà. Bà thích món gì hả? Cứ nói con nghe. Cái thằng này, bộ con nghĩ là bà đang cố đồ quà nữa hả? Con thật ra có chuẩn bị một món quà. Con xin tặng bài hát cho bà già mẹ. Cùng ở một nhà là đây, cô có ba người, có cô con, có cô cha mẹ nữ nè. Chú câu cha thì to to ghê, đến câu mẹ thì thong thong xinh. Chú câu con thì ôi chú ơi dễ thương, thích ghê sướng ghê tôn chàng hạ. Chúc mừng đời của các bạn ạ. Xin mời giám khảo của chúng ta nhận xét về phần trình bày của đội tinh tế. Đây là một bộ phim mà hồi nãy mình thấy cái phản ứng của Ốc á, là mình cũng biết rằng là mê cái anh chàng Biren cỡ nào. Và anh cũng như vậy. Vào cái thời điểm bộ phim này ra mắt khán giả lúc đó vào khoảng năm 2004, thì anh cũng như bao nhiêu khán giả của cái thời điểm đó là chết mê, chết mệt với cái bộ phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Thì ngày hôm nay tự nhiên mình được xem lại một đoạn trích thôi, mình nhớ lại cả một cái khoảng thời gian mà mình đắm đuối trong những cái nhân vật của cái bộ phim này. Nhưng mà thực sự á, vì do bộ phim này gắn liền với ký ức của rất là nhiều người, cho nên nếu mà kiểu mình làm không kỹ, mình làm không có duyên á, là người ta không có cảm nhận được. Và trong cái đoạn mà các bạn thể hiện là các bạn hoàn toàn đặt mình vào những nhân vật mà các bạn đang thể hiện, cho nên người ta cảm được. Thì anh thấy Sơn là cái điểm trụ cột trong đoạn này, mặc dù cái phần thoại của em cũng không phải là quá nhiều, nhưng mà em làm ra đúng như cái vai diễn của Biren. Bởi vì cái anh chàng này á, thì mình cũng thấy rằng tuy anh là ca sĩ nổi tiếng nhưng mà anh có chút ngờ ngợt, cho nên là cái lời thoại của Biren trong cái phim này á, anh thoại anh cũng không có phải là mở miệng to, nhưng mà cái âm thanh nó phát ra nghe nó hơi ngố ngố, nó hơi dễ thương. Thì khi mà Sơn lòng với cái tiếng Việt cũng vậy, anh cũng thấy em rất là chú ý đến cái việc là em không có mở miệng hết cỡ, em cũng hơi ngậm cái chữ lại bên trong để cho cái âm nó phát ra nó gần giống với cái bản gốc nhất. Vì Thi năm nay Thi bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 17 tuổi. 17 tuổi mà làm được bà già, có nghĩa là mình tin được, mặc dù là nếu mà gọi là nhận xét một cách khó khăn thì chắc chắn là chưa đạt. Sao tôi không được nha? Thấy cần nhắc bà mới nhắc chứ. Có những chỗ em quên mất nhân vật của em đó, nhưng mà chỉ có một vài chỗ nó lòi ra cái giọng trẻ trung của em thôi, chứ còn những cái điểm nhấn khác em cũng làm khá tốt. Khi ra được hình ảnh cái giọng nói của một người phụ nữ lớn tuổi mà khó chịu mà lại duyên với Trúc Linh cũng như thế, cái giọng trong trẻo dễ thương thì rất là phù hợp với cái vai diễn của Son Hee Kyo. Càng vào sâu thì Linh lại càng khá hơn. Cái vai vừa rồi thì anh cứ nghĩ rằng là Trúc Linh tải không nổi, nhưng mà cuối cùng cái chỗ mà Linh hát rất là dễ thương, rất là đáng yêu. Thực sự các bạn có thể thành lập một nhóm, bởi vì các bạn đo được nhau á, các bạn cảm được nhau á, và các bạn rất là thông minh trong việc xử lý giọng nói của mình. Và đó là những kỹ năng cần có của một diễn viên chuyên nghiệp. Phần lồng tiếng này theo anh nhìn thấy thì rất là tốt, rất là hoàn hảo. Và cả ba bạn đã phối hợp với nhau rất là ăn ý để có được một cái tiết mục rất là đáng yêu như vừa rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn những lời khen từ ban giám khảo ạ. Còn bây giờ sẽ là phần lựa chọn trích đoạn của đội anh Xuân Nghị, xin mời. Lựa chọn phim Thái Lan thì chắc vui. Ra thì bây giờ mà lựa chọn phim nào thì cũng chắc chắn thua rồi. Chưa biết được. Không được nghĩ vậy mà. Tại bên kia làm ngọt quá, cho nên là thôi mình chọn một cái phim mà nó gần với lại văn hóa Việt Nam mình, phim Thái Lan. Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bản thân. Xin mời các bạn. Thời gian chuẩn bị dành cho các bạn bắt đầu. Thank you.
rất kịch tính, đủ đất cho cả ba bạn có thể biểu diễn giọng nói của mình đó. Thời gian đã hết. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Sao cậu đem sao cậu dám làm vậy hả? Buông mình ra. Ta tuôn. Cái tuôn của anh ta của mình hả? Đừng quay lại. Tại sao vậy hả? Cậu bình tĩnh đi. Ta tuôn nè. Cậu điên. Sao cậu lại đánh mình? Sao cậu dám làm vậy hả? Sao cậu đánh mình của mình hả? Đồ điên này. Cà tuôn. Đừng quay lại. Cứu anh với. Cậu bị điên hả? Sao cậu lại đánh mình? Tới bây giờ anh mới đứng dậy được. What? Em bị điên hả? Bị điên rồi sao? Dù gì cũng là bạn mà. Bạn hả? Mấy người dám nói là bạn hả? Bạn bè không làm như vậy đâu. Đừng có đem bạn ra mà viễn cớ. Cô ta yêu anh và anh cũng yêu cô ta. Ai cũng có quyền được yêu cả. Cô ta chỉ tới sau em có một chút thôi mà. Anh, cảm nhận của tôi thì sao? Đề Ly, tôi muốn hỏi cậu câu này. Thời gian qua cậu có coi tôi là bạn hay không? Thời gian qua không phải là bạn sao? Khi mình ở bên cạnh cậu, mình đã cho cậu lời khuyên, đó có phải là bạn sao? Nhưng cậu lừa dối mình. Chưa từng. Mình chưa từng lừa dối cậu Cartoon. Mình đã từng nói với cậu anh ấy không hề yêu cậu, nhưng mà cậu không chịu nghe. Hôm nay cậu hãy nhớ lấy, anh nên anh ấy yêu mình. Anh ấy yêu mình. Chúc mừng đội thi thầm đã hoàn thành xong phần thi của mình. Xin mời nhận xét từ ban giám khảo ạ. Đoạn này cũng có cái dễ mà cũng có cái khó. Dễ là nó có kịch tính, có cao trào, thành ra là cũng thuận lợi để thể hiện cảm xúc của mình. Nhưng mà khó là nó không có khóa khác biệt về màu sắc, về cảm xúc. Cả hai đều khá là dữ dội và cũng hơi ồn ào trong bản gốc, cho nên là cái sự tinh tế của diễn viên Lồng Tiếng sẽ được đặt để lên hàng đầu. Với Mỹ Ngân, em đã tiết chế so với bản gốc. Em để tình cảm, để cái sự điềm tĩnh của mình vào trong lời nói của mình, để cho người ta được nghe một cái màu sắc cảm xúc khác. Người ta không bị chói tai vì nãy giờ đã phải nghe quá nhiều những cái âm thanh nó hỗn tạp rồi, mà lại vừa để cho người bạn của mình hiểu rằng là vấn đề thật sự đang như thế này đây, và bạn cần phải chấp nhận sự thật rằng là anh ấy yêu mình chứ không phải yêu bạn. Nhưng mà làm sao để tổn thương đến bạn nó ít nhất có thể, thì chị thấy có cái điều đó trong màu giọng của Mỹ Ngân. Việt Linh thì ở đoạn đầu chị thấy em có đặt cái cảm xúc của mình vào, nhưng mà nó lại không được nuôi liên tục trong suốt cả một cái đoạn thoại dài. Có những lúc chị cảm giác là bị lơi ra. Thật ra anh lại thích cái phần của Việt Linh nhiều hơn. Linh thể hiện cái sự dữ dội, cái sự tức tối, cái sự mạnh mẽ. Và các bạn cũng phải nhớ rằng ở đây chúng ta đang trong cái không gian gì? Ở ngoài biển, sóng gió nó ồn ào như thế. Cho nên là để thầm thì như cái tên đội của các bạn lỏng thể. Cho nên là cái sự mà gào thét, cái sự giằng xé, cái sự dữ dội là nó có. Và Việt Linh anh thấy em làm tốt. Chỉ có cái điều ở cái đoạn đầu, khi mà hai cô gái đang lao vào cấu xé nhau, nếu như là những cái sự mà giằng xé không thấy miệng, thì chúng ta phải tính toán làm sao để lời không bị chồng lời với nhau. Những cái màn mà chồng thoại như vậy á, nó chỉ xảy ra khi mà hai người đang cãi lộn nhau. Còn đánh nhau á, ít khi nào mà người ta cả hai cùng chồng thoại vô lắm. Với lại khi cái đoạn đó diễn ra thì anh thấy các bạn đang cắm đầu vô bản thoại để mà tìm thoại diễn. Thì như vậy các bạn sẽ không bao giờ tìm thoại được.
những cái thoại đó rất là ngắn, nội dung nó sẽ rất là giống nhau. Cho nên là lúc đó chúng ta chỉ cần nhìn miệng mà phan vô thôi. Chứ còn mà các bạn nhìn thoại là tiêu liền. Một chút sáng tạo của Nghị, chị nghĩ là cũng nên coi lại đoạn đó một chút xíu. Cái công việc lồng tiếng của chúng ta là một khi mà mình đã coi bản gốc thì khi mình lồng á, mình phải photocopy lại y hệt như bản gốc và không được quyền sai. Chúng ta đã làm không được đạt cái điều đó cũng không có trách các bạn được, bởi vì chúng ta chỉ là những người không chuyên thôi. Và nhất là khi mà cái anh chàng này phản ứng với lại một người đã từng là người yêu của mình á, thì cái cách anh ấy phản ứng á hơi bị dữ dội quá. Vâng. Đối với đàn ông. Dạ. Và nói chung là để làm được cái đoạn vừa rồi cũng không hề đơn giản. Ghi nhận sự nỗ lực của các bạn. Cảm ơn chị ạ. Xuân Nghị thì bây giờ hơi khó. Diễn viên hài và cái giọng của Nghị là cái giọng đặc trưng chứ không phải là giọng kép đẹp. Mà bây giờ đẩy Nghị vô một cái vai kép chính mà bị hai người anh con ơi, gái giằng xé kép nữa. Kép chính Việt Nam là nó đã khó rồi, kẹp kép chính Thái Lan nữa. Cho nên anh không ngạc nhiên khi Nghị cố tình Nghị đẩy vào một vài câu cho nó nhẹ nhàng, nó hóm hỉnh, nó đúng với cái tính cách của Nghị. Dạ, thực ra thì trong cái câu vừa rồi á, tại sao em lại thoại cái câu mà... Bây giờ anh mới đứng dậy được. Bây giờ anh mới đứng dậy được. Thực ra là em tính thoại là... tại vì anh dướng con ốc, bây giờ anh mới đứng dậy được. Dướng ốc này à. Em coi thì về cái sự logic của cái đường hình á thì nó hơi bị thiếu, bởi vì hai cô đó tát nhau quá trời luôn mà để cho quýnh te tu luôn, cậu này mới đứng dậy để mà đi à. Thấy mà cái nội dung của em nghe hợp lý ghê vậy đó. Người cao con gái người ta xô em cái em té chuối nhụi xuống biển, có phải em lúng xuống cát luôn đâu. Mà mãi đến lúc đó, đến bây giờ anh mới đứng dậy được. Mà còn được lý giải nữa. À, lý giải. Nhưng mà cũng dễ thương. Nhưng mà đó, tức là cái sự sáng tạo nó thú vị là bởi vì mỗi diễn viên một cái tính cách khác nhau, một cái chiêm nghiệm suy nghĩ về cái vai diễn mình nó sẽ khác nhau. Hay hay không mình chưa bàn đến, nhưng mà là có sáng tạo và nó có thú vị. Cũng rất là giải trí. Đúng là cái chất hài nó theo Nghị, dù có bi kịch cỡ nào thì trong đó cũng có cái hài. Cảm ơn chú. Phải đâu anh ơi, Xuân Nghị có nhiều kinh nghiệm. Trong việc giải quyết giữa bạn gái cũ và bạn gái mới. Trời ơi. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo ạ. Và cảm ơn các bạn, xin mời các bạn về vị trí. Và bây giờ sẽ là phần cho điểm ở trong vòng 3 này dành cho cả hai đội. Số điểm của chúng ta tùy thuộc 50% vào ban giám khảo và 50% vào số lượt bình chọn của tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay. Quý vị có 10 giây để bình chọn cho đội nào mà quý vị yêu thích. Xin mời quý vị, 10 giây bình chọn bắt đầu. Số điểm của quý vị khán giả chúng ta sẽ công bố sau. Còn bây giờ sẽ là phần cho điểm của ban giám khảo. Vô cùng khó khăn. Xin mời ban giám khảo. Ba bình chọn là màu xanh. Mời bản điểm 50% dành cho đội tinh tế. Và số phần trăm quy đổi từ tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay. Xin mời. Nếu như mà đội thì thập của chúng ta có được số lượt bình chọn tuyệt đối thì chúng ta có khả năng. Chúc mừng đội tinh tế chúng ta đã chiến thắng ở trong vòng 3 này. Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình giải thưởng trị giá 12 triệu đồng.
ngày hôm nay thì phải có nói là cảm ơn các đội chơi đã mang đến cho chương trình những không khí vô cùng vui nhộn, cũng như là cảm ơn ban giám khảo đã dành thời gian đến đây và chung vui cùng với chương trình. Còn bây giờ sẽ là phần thưởng rất đặc biệt của chương trình dành cho hai đội chơi. Ngày hôm nay thì đội Thầm Thì của Xuân Nghị đã mang về cho mình giải thưởng nho nhỏ nhưng mà cũng vui, 3 triệu đồng. Yeah. Cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn mọi người. Cảm xúc của mình bây giờ như thế nào Nghị? Cảm thấy nó hơi lạc lõng xíu. Nhưng vui là được, tình cảm là được. Và bây giờ là đội tinh tế của chúng ta đã vô cùng tinh tế nhau mang về cho mình giải thưởng trị giá 18 triệu đồng. Cảm ơn tất cả các bạn. Và chương trình Thanh Âm Quyền Năng của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 20:25 tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Một đôi mắt sáng như là ngọc, lấp lánh lấp lánh như là ánh trăng soi chiếu mặt hồ. Cái này là đám giỗ của bà đó, bà đó. Mớm là bản thân cái người mà mớm phát âm nó đã hơi khác một chút so với người bình thường. Mà đã vậy bây giờ rồi còn cái rụng hết gian nữa. Thì có lúc thì anh lại cảm giác như ông này ông đang niềng răng. Như ông này ông đang niềng răng. Đón xem tập 2 được phát sóng vào lúc 20:25 thứ 6 ngày 28 tháng 5 năm 2021 trên kênh HTV7. Mì ăn liền Collagen hân hạnh đồng hành cùng chương trình Thanh Âm Quyền Năng.